Đây này gà túp liều lý tưởng của vợ chồng chị Tiếm. Đi rồi. Ngọc đang nấu cháo. Này giờ cháo vịt hả anh? Cháo vịt. Đây nhìn rồi cháo vịt hấp dẫn không mọi người. Đó. Còn cái trứng nó bự quá kìa. Thịt cá. Vịt này vịt gì anh? Cái đó nó biết nó làm tiêu. Tiết chín vịt này vịt gì chín? Dịch ta ha. Đây. Nó với củi. Ta hai con đó nó vú sữa. Đây cá lóc nướng chui. Cá lóc nó đem ra đâm cây. Rồi là cá tai tượng ha, cá tai tượng là. Cá tai tượng hồi làm gỏi cuốn ha. Hả? Đây rau sống cá tai tượng làm gỏi cuốn hả? Vậy chị làm gì vậy? Bắt vào làm chiên cá tai tượng kìa. Nó xa rồi chị hai ơi. Chiên cá tai tượng chiên tươi phải không? Ừ, chiên phụng á, chiên mình ăn gỏi cuốn á. Đây chị hai đang chuẩn bị chiên cá tai tượng. Nóng quá à, gì kiếm cái tay bợ chiên cá cá vô. Kiếm cái tay bợ đi. Giờ ba đi chở đồ đây. Chở đâu? Mình kiếm đi ruộng mấy giờ hả nhỉ? Ruộng làm trồng mít mấy bữa nay nè. Dạ hả? Trồng mít coi chứ. Mà lẻ đó chứ mới có 2 ngàn. Ngày chính đang sắp bắp chuối. Đang ăn cháo. Đây gỏi bắp chuối. Cốt cứ rửa tàu hủ đi Cốt, đang chiên luôn cho hàng lực kìa. Đây toàn là cây nhà lá vườn. Vậy nhỏ xíu vậy khoát. Cái đó làm gì ba? Cái chụp đó hả? Ổng đẹp ra chưa? Nhìn cái ổng nè.